Hello, chào các anh chị và các bạn. Tối hôm nay mình quay lại chợ hoa Phước Lộc Thọ. Chợ hoa càng về đêm càng nhộn nhịp náo nức hơn nha. Vì về đêm người dân ở đây và ngay cả những du khách đến đây cũng ghé vào đây để mà đi chợ hoa và thưởng thức những món ăn ngon ban đêm ở đây. Wow, tối đêm nay ở cái chợ đêm Phước Lộc Thọ này thì gọi là quá tải luôn đó các anh chị và các bạn. Bây giờ mình đi vào khu ẩm thực của chợ hoa Phước Lộc Thọ. Các anh chị và các bạn thấy đông ghê không? Thông thường thì ở đây càng về đêm càng đông, vì mọi người đến đây có thể ngắm hoa, mua sắm, nghe nhạc, khiêu vũ, và đặc biệt nhất là thưởng thức các món ăn vặt hấp dẫn, phong phú ở đây. Ngay ở đây cái quầy hàng này là quầy thịt nướng, rất là đông khách, người đứng xếp hàng dày đặc luôn. Bây giờ mình chen chút để đi vào bên trong. Như ngày hôm nay thì giữa thời tiết se se lạnh lạnh của mùa đông California, càng đông người thì chúng ta càng thấy ấm hơn, đỡ lạnh hơn. Bây giờ mình đi trên đường đi vào bên trong, mình thấy những người từ bên trong đi ra, mỗi người cầm một cái cốc nước. Và đa số mỗi người cầm một cái phần ăn ở trên tay đi ra ngoài để mà ăn, vì bên trong này đông quá mà cũng không có bàn để mà ngồi nữa. Khu ẩm thực này thông thường thì thu hút khách nhất là những món nướng ở đây, như là mực nướng, nè bắp nướng và thịt xiên nướng. Những món nướng thì mình dễ ăn, vừa đứng vừa ăn thì rất là dễ nên cũng rất là tiện lợi. Bởi vì ở đây không có đủ bàn cho chúng ta ngồi, ăn đứng là tiện lợi nhất. Đi tới đây mình cũng vẫn cần nhích để đi vào bên trong. Ở đây mình vừa thấy một cái anh Mỹ này đội nón lá Việt Nam, nhìn cũng ngầu ngộ nha. Ở đây mình thấy có gian hàng ẩm thực của Sài Gòn xưa, bán là hủ tiếu, là bánh canh, rồi có bán gỏi cuốn vân vân. Bên này là xe nước mía di động. Xe nước mía này là nước mía tươi nha, nước mía tươi ép ra. Ở đây mình thấy cái gian hàng này thì bán sầu riêng. Sầu riêng nguyên trái người ta tách ra từng múi ta bỏ vào một cái vỉ để mà bán lẻ cho mọi người ăn dễ tiện lợi hơn. Ở đây mình thấy cái gian hàng này bán me ngâm nè, cốc ổi ngâm nè. Mấy món này ngâm chua ăn chua chua ngọt ngọt cũng vui. Gian hàng kế bên mình thấy có bán bắp nướng nè, ốc nướng, tôm hùm nướng, rồi hàu nướng. Nhìn hấp dẫn lắm nha. Đây là gian hàng sữa chua, bán sữa chua đủ loại, đủ mùi vị. Sữa chua được vào chai thì bán để cho mình uống, mình cầm đi rất là tiện lợi. Kế bên là có cái gian hàng bán chân gà nướng, sò huyết nướng, mực nướng. Đây, sò huyết nướng đây nha. Ở đây là đầu bạch tuộc nướng, có hộp vịt lộn nữa. Cảm ơn anh chị. Hàu tươi nướng, hàu người ta tách ra nửa vỏ rồi người ta nướng. Ở đây mình thấy có con chú chó cũng đi hội chợ nữa, chú chó dễ thương ghê đó. Còn đây thì mình thấy có bán bánh kẹp Đài Loan, chuối bọc nếp nướng và chuối chiên bột. Kế bên thì có quầy thịt nướng, cho thịt xiên nướng, và phía trước thì có bán nem chua. Rồi nè, giáo cây thịt nướng ra nè cậu ơi.
chưng, bánh tét. Và bánh chưng thì mình thấy ở đây để giá 20 đồng một cái. Bánh tét mặn thì 2 đòn 35 đồng, còn bánh tét chay 2 đòn thì 25 đồng. Đây là bánh món bánh tráng nướng nha. Món này ăn cũng ghiền lắm đó. Gian hàng kế bên thì bán cơm trái Hàn Quốc. Gian hàng này ngoài bán các món nướng ra thì có ốc len xào dừa, hộp vịt lộn. Cũng như những gian hàng khác thì ở đây cũng có bán bắp nướng đó nha. Bắp nướng, ốc nướng. Khói thì mốt lên nghi ngút luôn. Chè khoai môn, chè cốt nốt, bắp xào. Chủ độ nền mấy khu chỉ Đà Lạt không bé bánh hủi. Độ nền lá dứa tươi, độ nền mắt cha. Nền bà, nền dứa, nền mắt cha. Máy chú xin kính mời, kính mời. Rau má tươi, trà mảnh lồ, trà bí đao, chủ độ nền nóng. Rau má tươi nguyên chất 100% đủ chỉ từ món lịch. Cha mãn cầu món ngon có thử có khí đau rất nhiều số độ hình Đà Lạt hấp thụ không phúc đặc biệt các loại cấp. Ở đây mình thấy nổi tiếng cái món mà tornado là khoai tây mà lát lát mỏng mỏng xỏ vô cái cây rồi chiên lên. Ở đây thì mình thấy người ta hay order món này nhiều nhất. Đây là gian hàng bán bột chiên. Mình thấy cái người đứng bếp mà đứng chiên bột ở đây thì họ trở tay, trở bột liên tục, đứng mỗi tay luôn. Quá trời đông khách luôn. Ngoài bột chiên ra thì mình thấy cũng có bánh khọt nữa. Bánh khọt chiên xong rồi bỏ vô dĩa nè. Đây, bánh khọt và thịt nướng xỏ sâu. Còn gian hàng thịt thì khói bốc lên nghi ngút. Cái người, cái cô mà đứng nướng thịt nướng thì cổ cũng trở tay không kịp luôn, trở mỗi tay luôn. Thịt thì nướng liên tục liên tục, ra là có gấp ra cho khách liền, ra là gấp ra cho khách liền, bán liên tục như vậy đó. Đó, khách đó vẫn còn khách quá trời luôn. Thank you.
Vâng, bây giờ để trở lại chương trình nhà em mời ban nhạc lên rồi. Đã búa là bảo đảm. Bây giờ sẽ là tiếng hát của anh Thomas. Hôm nay ngoài chương trình ca nhạc ra thì mình thấy ở đây cũng có múa lân ban đêm. Bây giờ mình đi về hướng múa lân cho các chị và các bạn xem nha. Vào những ngày giáp Tết như thế này mà nghe tiếng trống múa lân thì trong lòng rộn ràng rộn ràng. Tết 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 đến rồi các anh chị và các bạn ơi. Hai người này ra thì tới hai người khác vô thay để múa tiếp. Thank you.
cũng xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn sang năm mới 2024 gia đình vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái, giàu sang phú quý, trăm điều đều được như ý, công việc thuận lợi và mọi sự đều được thành công như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.